Như vậy là Việt Nam chiến thắng rồi anh em ơi, một tỷ số rất tuyệt vời. Chúng ta thắng với tỷ số là 2-1 và Công Phượng và Quang Hải chính là hai người lập công ngày hôm nay. Không khí sân lúc này là vô cùng cuồng nhiệt anh em ơi. Cầu thủ chúng ta đang kia đi kìa, Công Phượng, Văn Hậu, Quế Hoài đang bắt tay các cầu thủ của đội khách. Phía này thì Bùi Tiến Dũng và Hồng Duy đang có những hành động rất là đáng yêu và tuyệt vời luôn anh em ơi. Các cầu thủ chúng ta đã có một trận đấu vô cùng xuất thần và vô cùng kiên cường. Chúng ta đã chiến thắng xuất sắc Philippines tổng tỷ số là 4-2 sau hai lượt trận. Và bây giờ chúng ta đã chắn có một tấm vé đi vào chung kết tại Malaysia. Và bây giờ thì Quang Hải sẽ là phỏng vấn các bạn nhé. Quang Hải vừa được anh Đoàn nhắc nhở là sang bên khu vấn kia để phỏng vấn. Quang Hải hôm nay chơi rất là hay luôn, rất lăn xả. How you feel? Really great, it's amazing, amazing support. Perfect. Yeah. Go to Malaysia. Các cầu thủ chúng ta đang đi về tới các khán đài để có thể cảm ơn người hâm mộ của chúng ta. Đầu tiên vẫn thường lệ là góc bên tay trái của ta. Sau đó thì sẽ đi sang góc bên tay phải. Góc bên tay phải sẽ là nơi rất đông cổ động viên chúng ta. Cho thấy là Duy Mạnh đang cúi đầu chào cổ động viên kia rất nhiệt tình. Và đây chính là sự cuồng nhiệt nhất của chúng ta. Đây chính là khán đài mà nơi cổ động viên chúng ta, cổ động viên chúng ta đang ở đây. Và sẽ là một màn Viking nhá. Sẽ là một màn Viking rất là đặc trưng của chúng ta. Tất cả cổ động viên chúng ta sẽ cùng với cầu thủ chúng ta vỗ tay theo tiếng trống. Hãy cùng lắng nghe nhé các anh em nhé. Khoảnh khắc nổi da gà bây giờ, ngay bây giờ đây. Mỗi lần nghe khoảnh khắc này mình thấy rất là nổi da gà và thấy rất là tuyệt vời, rất là cảm xúc luôn. Có anh em thì sao? Rất đồng đều và theo nhịp. Cả Mỹ Đình lúc này đang nổ tung với âm thanh này. Quế Hồng Hải sung cho anh em ơi. Quế Hồng Hải nhảy luôn, quẩy luôn, rất sung, rất tuyệt vời. Duy Mạnh vẫn đang chào khán giả chúng ta. Rất đông cổ động viên đang ở đây sau kết trận đấu. À, như vậy là Huy Hùng, Bình Trọng và Duy Mạnh muốn mình chụp ảnh hộ. Ok các em, anh sẽ chụp ảnh hộ cho các chú. Đừng lo lắng, đừng worry. Anh em đánh giá sao tấm ảnh này của mình? Mình được chụp cho cầu thủ chúng ta đấy. Thế anh em được mấy điểm nào? Hãy comment đi. Đấy. Và bây giờ cầu thủ chúng ta sẽ đi vào trong hầm để có thể thay đồ, để sẵn nghỉ ngơi, sau đó sẽ lên đường sang Malaysia các bạn nhé. Công Phượng đang vẫy chào cổ động viên chúng ta. Công Phượng này chơi rất là hay luôn. Vào sân và anh ghi bàn ngay, rất đẳng cấp. Bàn thắng tuyệt vời. Bình Trọng chào khán giả. Và điều cuối cùng vẫn thường lệ là Duy Mạnh. Duy Mạnh luôn luôn là cầu thủ cuối cùng, bởi vì anh rất nhiệt tình, luôn luôn lại chào khán giả đến cuối luôn. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Đừng quên là bấm like, chia sẻ video, đăng kênh ủng hộ Phúc nhé. Bye bye cả nhà.